Carrie Won bị khán giả tẩy chay ném đồ lên sân khấu, bị Kim Nhạ nhóm BB&BG đâm sau lưng, Thiên Ý Carrie Won thủ vai bị khán giả tẩy chay ném đồ lên sân khấu. Thiên Ý là một web drama do Carrie Won sản xuất và đảm nhận vai nữ chính. Carrie Won cho biết cô muốn tự tay thực hiện các khâu từ biên kịch, casting diễn viên cho đến hậu kỳ. Sau 3 tập đầu được phát sóng, Thiên Ý đã nhận được sự chú ý và tình cảm của khán giả. Sau khi xuyên không đến thế giới hiện tại, Thiên An Tuấn Trần thủ vai làm vệ sĩ cho Thiên Ý, Carrie Won thủ vai, song thường xuyên phải chịu những trò chọc ghẹo của nàng ca sĩ đỏng đảnh này. Trong tập 4 của bộ phim, Thiên Ý đụng độ một nữ ca sĩ đối thủ Kim Nhã thủ vai. Nữ ca sĩ này đã cho người phát tán clip Thiên Ý lên gối Thiên An ở hậu trường sau khi bị anh cưỡng hôn. Đoạn clip được phát tán nhanh chóng. Người hâm mộ phẫn nộ trước hành động của Thiên Ý khi cô đứng lên sân khấu giới thiệu ca khúc mới. Ở bên dưới, họ thẳng tay ném đồ lên sân khấu. Lúc này Thiên An mau chóng xuất hiện, ôm cô vào lòng trước những đồ vật mà khán giả ném lên. Cảnh quay này cũng đã khép lại tập 4 của bộ phim. Thiên An bảo vệ Thiên Ý trước cơn mưa đồ vật của khán giả.